Rồi chúng ta cái bài ôn tập. Hóa lớp 9. Rồi. Rồi nội dung mà mình ôn tập ngày hôm nay đó là các công thức tính trong hóa. Rồi chúng ta có công thức thứ nhất là công thức nói về số mol. Số mol của chúng ta được ký hiệu là N. N sẽ bằng khối lượng chất tan chia cho khối lượng mol bằng thể tích khí với điều kiện tiêu chuẩn chia cho 22,4. Rồi, bằng nồng độ mol nhân cho V dung dịch. Rồi, bằng nồng độ phần trăm nhân M dung dịch chia 100% rồi chia cho M lớn. Bốn công thức này là bốn công thức chúng ta thường xuyên đọc. Rồi chúng ta có công thức nữa đó là số nguyên tử hoặc là số phân tử. Em chia cho 6 nhân 10 mũ 23. Đây thầy ký hiệu là công thức 11. 12 13 14 và đây là 15. Đó. Chúng ta có 5 công thức tính số mol. Và bạn biết là để chúng ta làm nhanh được trắc nghiệm á, để chúng ta làm nhanh được trắc nghiệm thì em cần phải nắm 5 công thức tính số mol này, thì cái đó chúng ta làm bài tập rất là dễ. Thực chất chúng ta làm nhanh trắc nghiệm á là phải tìm mối tương quan giữa cái số mol với nhau, mà muốn tìm nhanh được thì mình phải thuộc 5 công thức tính số mol. Rồi trong đó V khí là V thể tích khí điều kiện tiêu chuẩn, đơn vị là lít. CM là nồng độ mol, V là V dung dịch, C phần trăm là nồng độ phần trăm, SNT đó là số nguyên tử, SPT là số phân tử. Rồi chúng ta đến cái số 2. Cái thứ hai chúng ta nhớ cho bài đó là công thức tính khối lượng. Công thức thứ hai chúng ta nói về công thức tính khối lượng. Tính khối lượng thì chúng ta có rất là nhiều công thức. Trong đó chúng ta có hai loại công thức. Đó là tính khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch. Khối lượng chất tan chúng ta sẽ dựa vào công thức 11 này rút ra. Như vậy để tính m chất tan chúng ta lấy mol nhân m lớn. Rồi chúng ta sẽ dựa vào công thức C phần trăm. Mình sẽ lấy m dung dịch nhân C phần trăm chia 100%. Rồi, đây là công thức tính khối lượng, đây là công thức 21 này. Đây là công thức 22 này. Rồi. Tiếp theo của chúng ta đó là gì? Đó là công ta tính m dung dịch trước phản ứng. Đây là khối lượng dung dịch trước phản ứng. Để tính được khối lượng dung dịch trước phản ứng thì chúng ta sẽ dùng biểu thức như sau. Đó là chúng ta lấy m dung dịch nhân 100% chia cho C phần trăm. Hoặc chúng ta có công thức là m dung dịch là bằng V dung dịch. Lưu ý trong công thức này thì V chúng ta là ml nhân cho D. Vì D chúng ta là gam trên ml, do đó V chúng ta đơn vị ở đây là ml, hãy nhớ điều đó. Rồi. Công thức này người ta gọi là công thức số 23 và đây là công thức số 24. Rồi. Bây giờ chúng ta có các công thức tính khối lượng nhưng mà không phải là trước phản ứng, chúng ta có khối lượng dung dịch sau phản ứng. Rồi. Nó sẽ bằng khối lượng trước phản ứng trừ đi khối lượng khí sau phản ứng trừ đi khối lượng tủa sau phản ứng. Được chưa? Công thức này là công thức 25. Rồi. Như vậy lưu ý cho thầy là khối lượng nó có 3 loại: khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch nhưng mà dung dịch trước phản ứng và khối lượng dung dịch sau phản ứng. Và chúng ta biết là cái độ khó của bài tập thì hầu như nó đánh vào cái m dung dịch sau phản ứng này nhiều lắm. Được chưa? Rồi, đó là công thức số 2 nó về khối lượng. Chúng ta đến cái công thức số 3. Công thức số 3 là công thức tính thể tích. Để tính thể tích thì chúng ta sẽ có những công thức nào? Đây. Rồi công thức đầu tiên, chúng ta cũng có thể tích có 3 loại. Đó là V V thể tích khí. V khí là bằng mol nhân cho 22,4. Đây là công thức 31. Tiếp tục.
về dung dịch thì chúng ta hiểu như thế này, M dung dịch thì có trước phản ứng và sau phản ứng, thì V dung dịch cũng vậy. V dung dịch chúng ta ở đây là V dung dịch trước phản ứng. Đây thì mình sẽ lấy đó là V dung dịch sẽ bằng N chia cho CM, hoặc là bằng V dung dịch bằng mol chia cho nồng độ mol, hoặc là bằng M dung dịch chia cho D. Và lưu ý trong này thằng này đơn vị là gam, thằng này đơn vị là gam trên ml. Như vậy V chúng ta tính theo công thức bằng gắn tới D thì đơn vị nó phải là ml nha. Công thức này gọi là công thức 32 và công thức này là công thức 33. Rồi chúng ta có V dung dịch, V dung dịch sau phản ứng, V dung dịch sau vẫn sẽ bằng gì? Sẽ bằng V dung dịch trước phản ứng. Rồi à, em lưu ý này như thế này. Ví dụ như là người ta nói là trong cái bài tập người ta sẽ nói rõ là V thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, thì điều này chứng tỏ là V dung dịch sau bằng V dung dịch trước. Ví dụ trước chúng ta có bao nhiêu dung dịch thì chúng ta cộng lại, thì công thức này là công thức 34. Rồi đó là công thức thứ 3. Chúng ta đến công thức cuối cùng, công thức thứ 4. Chúng ta đến công thức thứ 4 này. 4. Chúng ta đến cái nồng độ. Nồng độ thì chúng ta có nồng độ mol, nồng độ phần trăm. Được chưa? Nồng độ mol sẽ bằng gì? Sẽ bằng mol chia cho thể tích dung dịch. Nồng độ phần trăm sẽ bằng M chất tan chia M dung dịch nhân cho 100%. Rồi như vậy công thức này là công thức 41, đây là công thức 42. Rồi đây là toàn bộ 4 công thức mà chúng ta đã học trong chương trình hóa lớp 9. Bây giờ rồi như vậy để chúng ta học tốt cấp 3 thì yêu cầu các bạn chúng ta phải nhớ được cho thầy 4 công thức này. Rồi như vậy để hiểu những điều đó thì chúng ta sẽ làm một số bài tập. Mà làm bài tập 1 đây thì yêu cầu chúng ta là tính số mol. Rồi câu A, câu A chúng ta ôn lại tất cả công thức tính. A này người ta cho chúng ta là 9 gram CaCO3, B 4,48 lít CO2, C 100 ml dung dịch HCl3M, D 100 g dung dịch NaOH 4%. Rồi chúng ta làm cho thầy. Ý A này, chúng ta sẽ tính mol của CaCO3. Ở đây người ta cho khối lượng rồi thì chúng ta dùng công thức là khối lượng chia cho khối lượng mol. Khối lượng ở đây là bằng 9 chia khối lượng mol. Canxi là 40, carbon 12, oxy 16 nhân 3. Ở đây mình tính được là bằng 0,09 mol. Tiếp tục chúng ta đó là chúng ta tính mol CO2. Để tính mol CO2 người ta cho thể tích ở đây, người ta ghi rõ là điều kiện tiêu chuẩn em nha. Rồi thì chúng ta lấy V khí ở điều kiện tiêu chuẩn chia cho 22,4, 4,48 chia cho 22,4 thì số mol ở đây là 0,2 mol, rất là dễ. Rồi câu C, chúng ta đi tính số mol của HCl. Mol HCl ở đây sẽ bằng nồng độ nhân cho thể tích dung dịch. Nồng độ là 3. Thể tích dung dịch chúng ta lưu ý là trong công thức là CM, mol bằng CM nhân V dung dịch này, thì V dung dịch chúng ta đơn vị là lít. Được chưa? Như vậy em lấy 3, em nhân cho thể tích là em đổi sang lít là 0,1. Ở đây mình tính được là bằng 0,3 mol. Câu D, chúng ta đi tính mol của NaOH. Rồi ở đây người ta cho chúng ta đây là M dung dịch này, đây là C bằng 5 này. Thì đây mình sẽ tính như sau. Em lấy M dung dịch
m nhân c bằng 5 chia cho 100%. Ở đây mình thì đang hiện tại ở đây là chúng ta đang tính khối lượng cho tan. Như vậy để tính được số mol thì chúng ta chia tiếp cho m lớn. Đó, và tính được mol. Như vậy ở đây mình sẽ có như sau. M dung dịch ở đây là bằng 100 nhân C bằng 5 là 4 chia 100%. M lớn của NaOH là 40. 100 cho 100 hết, 40 chia cho 4 cho 40 là bằng 0,1 mol. Rồi. Như vậy thầy đã ôn cho bạn có công thức tính nhất là công thức tính số mol. Được chưa? Rồi, chúng ta qua bài tập số 2 đi. Bài tập số 2. Rồi, để cho như sau. Cho 5,6 gam sắt tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch HCl. Câu A, tính thể tích hydro. Có điều kiện tiêu chuẩn. Điều kiện tiêu chuẩn. Câu B, chúng ta sẽ tính nồng độ phần trăm của HCl. Câu C, tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. Rồi, như vậy đây là cái bài tập mà chúng ta sẽ liên quan tới nồng độ. Ở đây là nồng độ phần trăm. Được chưa? Như vậy để làm được bài này thì chúng ta sẽ làm như sau. Rồi, bây giờ chúng ta coi thử nha. Như vậy bước đầu tiên của bài toán này, em sẽ đi tính mol sắt này nha. Em sẽ đi tính mol sắt. Rồi, em lấy 5,6 chia cho 56 thì số mol này là 0,1 mol. Rồi, khi đó mình biết là sắt chúng ta đi tới dùng với axit chlorhydric thì nó sẽ tạo thành bút sắt 2. Đây, nó có phương trình này. Sắt của chúng ta đi tới dùng với HCl. Ở đây em sẽ tạo thành FeCl2 cộng cho H2. Cân bằng thì đây là 2. Về trạng thái mình phải nắm cho rõ thì chúng ta làm mấy nồng độ phần trăm nồng độ dung dịch cho nó dễ. Đây, sắt chúng ta là kim loại tồn tại trạng thái rắn. HCl là trạng thái dung dịch. FeCl2 là dung dịch. Hydro là khí. Vì sao vậy? Thì đây mình nhớ cái thầy này. Để làm được điều này thì em nhớ cái thầy là clo chúng ta sẽ kết tủa. Clo chúng ta sẽ kết tủa khi gặp bạc và chì. AgCl tủ trắng, BCl2 tủ trắng. Như vậy kết tủa của clo là kết tủa trắng. Em hiểu cho thầy như sau. Clo chúng ta chỉ tủa gặp hai thằng này thôi. Như vậy nếu các hai thằng này thì nó tan. Cụ thể là HCl tan, FeCl2 tan. Vì nó tan nên nó tạo thành dung dịch. Em hiểu không? Rồi. Số mol sắt chúng ta đã có là 0,1 mol. Thì chúng ta chuyển qua đây là 0,2 mol. Chuyển qua đây là 0,1 và chuyển qua đây là 0,1. Rồi. Ở đây câu A người ta yêu cầu chúng ta là tính thể tích khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Rồi chúng ta sử dụng biểu thức tính V thôi. Đây, câu A. Để tính thể tích hydro ở điều kiện tiêu chuẩn em sẽ lấy đó là lấy mol nhân cho 22,4. Thầy ôn cho bạn đúng 3 câu. Câu bài toán 1, bài toán 2, bài toán 3 là tạm ổn để chúng ta hiểu vấn đề. Còn bữa sau mình sẽ tiếp tục. Rồi, 0,1 nhân cho 22,4. Thì đây chúng ta tính là bằng 2,24 lít. Rồi, hết câu A nha. Câu B là tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl. Câu B. Để tính được nồng độ phần trăm của HCl thì em làm tắt một bước đi. Thì chúng ta sẽ lấy M cho tan chia M dung dịch nhân 100%. Ta làm từ từ nha. Đây cái công thức đã. Thì chúng ta sẽ lấy khối lượng HCl này chia cho khối lượng dung dịch HCl nhân 100. Rồi. Như vậy để tìm được bài cái hai cái thằng này thì chúng ta cần phải tính được M cho tan và M dung dịch. M cho tan hiểu như thế này. Khối lượng cho tan là hiển nhiên có, lấy từ đâu? Lấy từ cái phương trình phản ứng này này. Bằng cách là chúng ta mol có rồi, mol chúng ta nhân M lớn sẽ ra khối lượng cho tan. Chúng ta coi lại giúp thầy công thức tính khối lượng cho tan đây. Ở đây thì nó là
Khối lượng trong tay chúng ta có hai công thức tính, đó là công thức 21 và công thức 22. 21 này là hiển nhiên có, khi có mol là hiển nhiên có khối lượng trong tay, hiểu chưa? Còn khi nào nó cho m dung dịch cho c phần trăm thì khi đó chúng ta mới tính được m cho tăng đó. Còn cái này là cứ nhìn vào phương trình m m cho tăng lấy đâu ra thì dựa vào mol nhân cho m lớn, được chưa nào? Rồi như vậy cái đó mình sẽ có này, rồi mol của chúng ta là 0,2 nhân m lớn HCL là 36,5, rồi nên là m cho tăng, m dung dịch đâu ra, tôi xin phép nhỏ lại xíu đây. Ở đây người ta cho chúng ta là 100 g dung dịch rồi, như vậy khối lượng dung dịch cho có ra này, được chưa? M cho tăng có, m dung dịch có thì chúng ta sẽ tính được c phần trăm. Rồi như vậy ở đây người ta cho chúng ta là 100 g, và chúng ta tính như vậy 100 x 100 là hết, được chưa? Chúng ta lấy 0,2 nhân cho 36,5, rồi ở đây mình tính được là bằng 7,3%. Rồi chúng ta đến câu C. Đây chúng ta đọc đề câu C này, phải chép nhỏ lại xíu. Đây. Câu C thì rồi chúng ta là tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. Chúng ta hiểu dung dịch sau phản ứng chúng ta có hai chất, đó là HCl2 và hydro. Vì sao vậy? Vì đây người ta cho tác dụng vừa đủ. Hiểu vừa đủ không? Vừa đủ có nghĩa là gì? Vừa đủ nghĩa là sắt ở đây hết, HCl hết, không có thằng nào dư cả. Như vậy ở đây chúng ta thu được hai chất mà hydro chúng ta là khí rồi. Thằng này là gì? Thằng này là dung dịch, đúng không? Rồi. Giờ ở đây thầy sẽ tính như sau. Thầy sẽ là cố gắng làm một phép tính để chúng ta làm cho nó tắt. Tắt một bước đi. Chúng ta tính nồng độ phần trăm của dung dịch Fe. Ở đây là FeCl2. Rồi, bây giờ em nghe thầy nói. Em sẽ đi tính khối lượng dung dịch, em sẽ đi tính khối lượng chất tan FeCl2 và em đi tính khối lượng dung dịch FeCl2 nhân cho 100%. Rồi. Như vậy để làm được điều đó thì chúng ta phải trải qua hai công đoạn. Công đoạn đầu tiên là tính khối lượng FeCl2. Rồi, như thầy đã nói là gì? Khối lượng FeCl2 là không cần tìm, nhìn phương trình sẽ thấy, đúng không? Đây, chúng ta nhìn nha. Khối lượng FeCl2 chúng ta lấy mol là 0,1 này nhân cho m lớn thằng này. 0,1 nhân m lớn. M lớn FeCl2 sắt là 56. Clo 35,5 nhân 2 là 71. Để chúng ta tính được m chất tan, đúng không? Tiếp tục chúng ta tính m dung dịch FeCl2. Rồi chúng ta nghe kỹ. Để tính được m dung dịch FeCl2 thì chúng ta sẽ lấy, chúng ta coi lại lý thuyết trước này. Đây, coi lại lý thuyết nha. Chiếu lên trên như thế. Đây 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 đây. Bây giờ chúng ta đang dừng ở công thức 25. Chúng ta đang tính m dung dịch mà ở đây FeCl2 chúng ta nằm sau phản ứng thì chúng ta dùng công thức 25. M dung dịch sau phản ứng là bằng trước trừ khí trừ tủa sau phản ứng. Được chưa nào? Như vậy ở đây mình xuống đây. Như vậy trong trường hợp này m dung dịch FeCl2 sẽ bằng gì? Sẽ bằng khối lượng trước phản ứng là khối lượng của sắt này cộng cho khối lượng HCl. Nếu nói như vậy là không đúng. Ở đây chúng ta phải dùng dung dịch HCl. Hiểu không ạ? Vì đây chúng ta cộng đúng trạng thái của nó. Rồi, chúng ta sẽ có này. Thầy ghi từ từ cho em hiểu là em lấy khối lượng sắt cộng cho dung dịch HCl. Rồi, mình trừ đi khí tủa đằng sau. Đây dung dịch không trừ, hydro là khí này trừ này, trừ khí hydro. Đó. Đó vào đây. Sắt của chúng ta chứ có khối lượng là người ta cho chúng ta là 5,6 g. Nhìn trên này. Sắt đây người ta cho chúng ta là 5,6 g này. Đó. Như vậy sắt là 5,6 g. Cộng cho dung dịch HCl đâu? Dung dịch HCl người ta cho bao nhiêu đây? Đây. Dung dịch HCl cho là 100 g này. 100 g. Mình trừ cái hydro. Hydro số mol đây là 0,1 mol. Chúng ta nhân cho 2 là m lớn là ra mol, ra khối lượng. Đó. Khi đó em tính được hai thông số này thì hiển nhiên em sẽ tính được C phần trăm của FeCl2. Chúng ta đáp số vào là tính được. Đây, m cho tan là 12,7 g. M dung dịch 5,6 cộng 100 trừ đi 0,2. Đây bằng 105,4 g. Rồi, để tính được nồng độ phần trăm thì em lấy khối lượng cho tan là 12,7 chia m dung dịch là 105,4.
Rồi. Ở đây mình tính được xấp xỉ là bằng 12,05. Rồi, phần trăm. Thế là hết câu này. Rồi, chúng ta tiến hành làm bài tập số 2. Cho nhôm tác dụng với vừa đủ với một trăm gram là 100 ml dung dịch CuSO4 2M. Câu A, yêu cầu chúng ta là tính khối lượng nhôm. Ở đây là bài 3. Ok, tính khối lượng nhôm và khối lượng đồng thu được. Và cho biết là đây, cho biết khối lượng kim loại tăng hay giảm, ok. Rồi, câu B, tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng. Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng. Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành làm câu này. Rồi, thầy xin phép làm như sau, giải. Bước đầu tiên bài toán này, em sẽ để tính số mol của CuSO4. Rồi, em lấy thể tích dung dịch nhân cho nồng độ mol. Thể tích dung dịch chúng ta là 0,1, nồng độ mol là 2M. Thì đây mình tính được nó sẽ bằng 0,2 mol. Tiếp theo là em ghi phương trình phản ứng nhôm chúng ta để tác dụng với CuSO4. Rồi chúng ta nhớ lại luật kim loại tác dụng với muối là gì. Kim loại tác dụng với muối, điều kiện là kim loại này phải mạnh hơn kim loại có trong muối. Nhôm đứng trước sắt đúng không, đứng trước đồng. Khi bạn cần nàng may áo giáp sắt, nhớ sang phố hỏi cô. Đây, đồng chúng ta đứng sau nhôm, do đó nhôm có thể đẩy đồng ra khỏi muối CuSO4. Khi đó chúng ta sẽ tạo thành AlSO4. Nhôm ở đây hóa trị 3, SO4 ở đây hóa trị 2, Al2, SO4 tất cả 3 cộng cho Cu nha, bằng cân bằng. Ở đây chúng ta có 2 nhôm thì đây 2 nhôm, 3 SO4 thì 3 SO4. Đây là 3 đồng. Rồi, như vậy đây chúng ta đã có số mol của CuSO4 là bằng 0,2 mol. 0,2 mol. 0,2 mol nó hơi lạ em nhỉ. Thì đây em cho thầy 3M đi để số mol cho nó đẹp đi. Cho nó bằng kia chuyện cho dễ, em sẽ giúp thầy nha. 3M đi. Thì thằng này là 0,3. Đây 0,3 đi. 0,3 mol thì chuyển qua đây. Thì thằng này là 0,2. Chuyển qua đây là 0,1 và đây là 0,3. Rồi. Như vậy giờ đây chúng ta sẽ đi tính được khối lượng. Đây, yêu cầu chúng ta tính khối lượng nhôm này, khối lượng đồng này. Được không ạ? Rồi, khối lượng nhôm và khối lượng đồng. Qua. Chúng ta đi tính khối lượng nhôm. Em sẽ lấy 0,2 nhân cho 27. Bởi đây mình tính được là bằng 5,4 gram. Em tính khối lượng đồng là bằng 64 là M lớn nhân bon 0,3. Em tính giúp thầy đây. 64 nhân cho 0,3 bằng 19,2 gram. Đó. Như vậy làm sao chúng ta biết được nè, người ta còn nói là hỏi là cái gì? Khối lượng kim loại tăng hay giảm, đúng không ạ? Như vậy để trả lời được khối lượng kim loại tăng hay giảm thì chúng ta so sánh kim loại ban đầu và kim loại lúc sau. Ban đầu là nhôm, khối lượng là 5,4 gram, sau là đồng, đồng chúng ta là 19,2 gram. Do khối lượng đồng lớn hơn khối lượng nhôm, điều chứng tỏ là khối lượng kim loại tăng. Khối lượng kim loại tăng. Đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có đó là gì? 19,2 chúng ta trừ đi 5,4.
Ở đây mình tính là bằng 13,8. Đó. Đó là câu A. Chúng ta đến câu B. Tính nồng độ mol, đúng không? Tính nồng độ mol của dung dịch này, tính nồng độ mol của dung dịch. Sau phản ứng biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Như vậy dung dịch sau vẫn là dung dịch nào? Sau vẫn thì chúng ta biết là đồng chúng ta là chất rắn cái tủa màu đỏ. Còn thằng này là dung dịch. Đây là dung dịch. Như vậy để tính được thể tích hay là nồng độ mol của dung dịch sau vẫn là chúng ta tính của thằng Al2 E4+K3. Được chưa? Như vậy đây chúng ta có này. Để xin phép nhỏ xíu chúng ta nhìn đầy đủ cái màn hình. Đây. Câu B thì làm cái này đây. Rồi. Như vậy ở đây yêu cầu chúng ta là tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng. Dung dịch sau vẫn là Al2S4+K3. Như vậy chúng ta tính nồng độ mol của Al2S4+K3. Rồi. Thì em lấy mol em chia cho V dung dịch nhân cho 1. Hết rồi đúng không? Mol đây. Ngay. Mol ở đây chúng ta có là 0,1 mol này. 0,1 mol. Thể tích dung dịch anh nghe kỹ. Chúng ta lưu ý là biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, tức là V dung dịch đằng sau là V dung dịch thằng này bằng V dung dịch đằng trước là V dung dịch COS4. Ở đây người ta cho chúng ta là 100 ml, tức là 0,1. Đó. Và ở đây em tính được là bằng 1 m. Thế thôi.